chắc là không nói luôn. Chào mọi người ha, buổi sáng an lành và mạnh khỏe. Ở đây là một cái con sông, nó dẫn vào một cái khu chung cư, khu dân cư chứ. Bên kia khu dân cư, khu dân cư này mới lên. Mình thấy này thì cũng có cá nè. Hả? Ừ, đây cá nhóc. Đây người ta bắt nhóc mà, người đài người ta lại đây ta bắt nhóc. Ô, cái cách này đây hả? Ô, cái cách con sẹo hả? Ừ. Cái này cái cách nè. Cái lá cách rõ ràng luôn. Thơm cái lá cách mà. Cái lá cách. Chút nữa hái về. Giật trời. Giật trời bên đó nhóc hết trơn. Con gì đó, con gì đó? Con gà nước hả? Con đó con cò. Con gà nước nữa. Con trắng trắng là con cò. Con kia con. Kìa người ta thả mà 12 cái ngục bánh kìa. Đúng nguyên bậy luôn đây. Đó con gì trắng trắng bên kia rồi kìa. Nhóc hết trơn. Cá mồi. Ê, đó thấy chưa em nói mà. Có phi nữa. Nguyên sổ à. Cái nào được. Vô túi hết rồi. Chín tròn lưới luôn á. Lấy thùng chút. Thôi. Để coi thử coi dính cái chài này bao nhiêu con nha. Ngay ổ đó đó. Rồi. Gì vậy? Dính. Vú gì vậy? Đặt nhặt cái chân. Vú gì vậy? Ngồi câu biết chừng nào hả? Trời ơi, câu nguyên năm. Lừ khơ dưới rồi. Con này thả ha. Con này nạo được không? Chứ không có nạo được hả? Được. Nạo được mà nó. Đi nè, đi đi đi, đi em nè, em nè, cái chạy lên 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 đó. Đây, gỡ cái đã. Lên nó gỡ luôn. Lỡ rồi, lỡ luôn đi. Xúc tới xúc lui. Mấy con à, nãy giờ quên đếm. Ấy. Ở ngoài cá dữ dằn như có nổi thì nó nổi lên thêm ra. Ra gì? Ừ. Rồi nó bậy bậy luôn kìa. Khúc này cá nó nhỉ mát á, cá nó ở. Ừ. Còn kia nó nóng, cá nó ở. Cá nó cũng khôn, kiếm cũng mát. Đang tính là đi, tao gặp cá nó bậy bậy nó nổi gì á. Ý, cá nâu. Cá nâu này. Con cá nó nuôi được quá. Mà nước biển. Ăn cũng được hả? Nước biển mà cái này nhỏ quá à. Bé quá. Ê con cá đó. Ú gì nè. Ừ. Bự mắt á. Ừ. Mà con cá là thịt nó mềm sẫm mà nghe. Thịt không à, đâu có xương. Thịt ngọt lắm à. Cá nó cũng loại thượng hạng đó. Đó ông nội nó hay hay bắt mấy con cá đó. Không dành lưới. Giờ khán giả đếm giùm thì nãy giờ chúng mình cũng đứng.
Ê, ở đây đợi nha, tao rước mấy đứa nhỏ tao đem lại nha. Rước đem lại đi. Ừ. Mấy đứa nhỏ mà rước đem lại. Thôi, thôi. Phải đi rước mấy đứa nhỏ lại cho nó coi. Coi trực tiếp, khỏi coi YouTube. Dữ dằn được chứ. Cá này nước sạch nha cả nhà. Cá này là nước biển nó sạch. Còn cá mà ở trong cái mấy cái chỗ đường nước thoát nước nó đen đen đó là cá nó bị nhiễm, ăn không được đâu nha cả nhà. Cá đó ăn nó tanh lắm, ăn không được đâu. Ăn không được chứ đừng nói là ăn bệnh. Đầu tiên là ăn không được luôn, nó tanh lắm, với lại nó hôi dầu lắm. Còn cá này là ăn thịt nó thơm, nó béo, nó không có hôi. Do là biển mà. Nước nó lưu động. Đó, nãy giờ chưa xong đó. Cá phi mà cũng nhiều giống nhiều màu. Cá này nhiều được cái nào bé bé không, không có được bự. Vô túi miết luôn, chịu ra luôn. Đẹp cá. Ý còn trong đó nữa đó. Về đừng khóc nha, trời ơi. Ngồi nào có buổi. Không có khóc đâu. Hết rồi phải không? Hết rồi. Rồi. Hơn nửa thùng nữa cả nhà ha. Nè. Quay cả nhà coi hơn nửa thùng rồi. Phải giọng xuống cho nó dẻ xuống rồi. Cái thùng cũng hơi nhỏ. Ê nãy có không có múc nước. Có múc nước nhưng mà nước không nhiều. Nãy dễ trái rồi, dễ rồi. Có rồi, nó lượn lên này kìa. Giật kìa. Ôi, tính giật dữ lắm à. Giật đã ghê, cái cảm giác mà khi mà mình kéo nó dây này, nó thẳng dây mà con cá nó chui ra lưới, nó giật bạc 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 đã. Ê có cá rùa biển nữa anh ơi. Ồ. Cá rùa biển bự luôn kìa. Vô túi hết rồi, không có sợ con nào ra hết chứ. Rồi rửa cho nó sập luôn. Ồ. Nè. Mê ly luôn. Hai con cá rùa biển. Ba con. Ừ. Cá nâu luôn. Cá nâu mới thả nãy nó không chịu đi. Nó còn ở lại. Lại thả tiếp nữa hả? Lần nữa là anh không có thả đâu nha. Ở đây về tới nhà nó sống thì để vô cái hồ rồi. Không sống. Hồ phải nước mặn. Đi cá rùa biển bự quá. Cá này cá phi biển chứ phải cá gì. Ừ. Cá phi biển. Gặt ghi phi biển. Sọc vàng. Ôi, mạnh dữ à. Nhảy ra nữa.
ngưng lại xíu đi. Đây nè. Con có mập á. Bắt hơn. Ừ. Con này chứ ăn nó béo. Nó béo mà nó thơm. Ăn trúng con cá phi ngon mà nó thơm cả nhà, nó nhớ mãi luôn thiệt. Cái đầu nó thơm, nó béo như vậy. Thịt nó cũng chắc, nó phải như con cá phi nước ngọt. Con cá phi nước ngọt đó thì thịt nó hơi bở. Này hai con hoàn toàn khác nhau. Cái này là toàn bộ là cá phi nước lợ hết, nhưng mà nó khác giống thôi. Con cá phi biển, con cá phi nước lợ. Này là cá phi nước lợ nè. Đó, còn con này là con cá phi biển nè. Cái giống đó là cái giống kháng bệnh luôn á. Con đó nữa thôi. Ồ, chỗ này cá này nhiều đó. Em bé này để mình thả ra nè. Thả chị nâu chưa? Chưa. Chị là con kìa. Mới có mấy chài. Thiệt tình cái quần này đó. Dướng mỏi phát luôn. Đó. Con phi biển này thì nó vừa vừa thì nhiều lắm, chứ mới nó bự thì không có đâu. Nó bự. Thì chợ nó bán cũng cỡ đó à. Chợ bán mắc mồ. Con này bự hơn con nãy nè. Ừ. Hết chưa? Còn con bắt bỏ vô luôn nha. Cá chưa chín mà sặc hả? Có quay, có quay, có một chỗ một rồi. Bà không dời đâu, coi mỏi mắt khán giả cũng chết luôn. Tát dưới nước lên trên. Ui, nó còn lọ nhiều lắm. Nữa là có nhiều nữa đó. Sao không đem ra ngoài sợ nó nhảy xuống sông lại. À, sạch rồi nè. Nữa đi anh. Nè, coi đi. Nè, con cá tươi nè, con cá mà ngon rồi, cả nhà nhìn cái mang nó nè. Trong cái mang nó nè, đỏ ao à. Ngon lắm. À. Con cá này con mắt nó lộ ra. Ừ. Để ý ha. Nè, con mắt nó lòi ra. Nó lòi ra. Còn con cá bình thường kia thì nó không lòi không. Nó cũng lòi mà không lòi không, nó bị lé. Ý. Nhóc, hết. Cá ngon không á nè, cá đen á. Look at me. Ta chi chi. Nước nó đen luôn cả thấy không? Look at me. Được cái cho 100.000 đồng. Nói gì vậy? Ồ, nó bay kìa. Ồ, nó quen bay luôn rồi. Bay cái gì á? Cái mồi. Trời ơi. Ôi, chúng ngày mày là chắc về làm nước bóng luôn á. Má sầu cũng đều hơi gió. Trời ơi, cái kéo rắn rắn rắn. Ôi, ôi, ôi. Nó ra khỏi chài á, chạy. Cái này mà dây dân lưới rồi cái là bỏ ta lưới luôn. Be lucky. Be lucky. Lucky. Ủa, ủa. 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 Rồi nó cũng có ra nữa. Xỉu luôn. Anh em đang mát gỡ đi.
ngồi té. Té thì nó tao tao cường rã. Thiệt đó. Thùng. Tao cường luôn á. Con bự. Rồi nở cái thùng lên luôn rồi. Ờ. Cá phi kêu bằng gì? Ủa cô gì? Sự chết cơ chị. Nói cho quăng cái mà. Nó biết quăng lắm. Nó quăng nó hóng xuống luôn. Hả? Xèo 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 tí tí. Xèo tí tí. Chờ bữa nay mấy con cá này ngon à. Cá này ngon lắm nè Năm à. Từ từ nha. Từ từ, lỡ từ A đến Z nha. Mập không nè. Nó sai sai lắm nha. Quên à. Nó đi tôi. Ê, cái đó là cái chấm chui vậy là. Nó cần chỉ có chỉ cho hết chấm chui vậy. Nè, chấm chui vậy. À, thế giọng, thế giọng. Thế giọng đó hả? À, thế giọng sẽ có giọng chín giọng vào. Mấy cá đen đó.脚是几号啊？24啊。妹妹啊。没有啊。嗨，妹妹。二十
23，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 23
就算它开了百分之几，对不对？泡汤也要还是要小心，就是说你白天怎么做没有关系，你晚上回到家。